Nhược điểm của nó là cái đường đi khá là ngắn. Nói chung là nó sẽ bị suy hao nhiều. Suy hao nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta loa này chúng ta nghe trong phạm vi là đầy đủ dải nhất, ở khoảng phạm vi là chiều dài chúng ta cho là 5 mét. Xin chào mừng mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Với cái video lần này á, thì Vũ sẽ chia sẻ đôi điều về cái cách mà mọi người có thể chọn loa nào phù hợp với không gian gia đình của mình. Và mình sẽ đưa ra một số đánh giá cũng như là một cách phân tích. Thì mình mong cái video này sẽ giúp được rất là nhiều người, cũng như là rất là nhiều khách hàng chúng ta sẽ hiểu hơn về kỹ thuật. Và chúng ta chọn cho mình một cái giải pháp để phù hợp với về đảm bảo về cái những cái quyền lợi. Ví dụ như là về chất lượng âm thanh, chất lượng thiết kế, chất lượng của sản phẩm. Thì nếu các bạn thấy cái video này hay và giúp được cho các bạn rất là nhiều thông tin bổ ích thì đừng quên bấm like và subscribe kênh và theo dõi kênh, sẽ có nhiều video hay hơn cho các bạn trong những video sắp tới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái video. Thì đầu tiên á, thì mình cái việc là cách chúng ta chọn loa nào hay ở trong không gian nhà chúng ta, và giữa cái loa full hay là loa column array. Thì các bạn biết trên thị trường hiện nay á, là karaoke có rất là nhiều dạng. Thì bây giờ nó có luôn cả là loa full nè, luôn cả column array. Ngày trước á, chúng ta sẽ có những dòng loa nằm và loa full thôi. Nhưng mà trong thời gian gần đây, khoảng 2 năm trở lại đây, thì những cái dòng mà pro, sản phẩm cao cấp của ngành âm thanh nó đã được đi vào trong cái không gian của gia đình rồi. Nó không như ngày xưa những cái bộ dạng mà những cái loa nằm mà mười mấy, hai mươi mấy triệu nữa, mà những cái tệp khách hàng chúng ta đã cái mức đầu tư cũng như là cái mức nhìn nhận về cái sản phẩm cũng đã ở cái mức dao động cao hơn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái việc chọn loa. Thì đối với những khách hàng nào chúng ta có những cái không gian lớn, những cái diện tích nhà to, thì chúng ta sẽ chọn những cái loa nó phù hợp. Nhưng mà cái nhu cầu của chúng ta thì sẽ chọn loa full, nó to. Thì tại vì có một số cái loa các bạn thấy không, dù là nó to nhưng mà khi mà chúng ta gắn vào không gian nhà mình, tại vì nhà mình cái phòng giải trí nó, ví mình ví dụ đi, Thiên Vũ ví dụ là nó sẽ một cái diện tích là khoảng tầm 70m2 thì nó rất là to. Thì chúng ta đặt một cái loa nhỏ vào thì nó rất là bé tí. Thì như vậy là sai cái công năng của loa. Còn nếu mà những cái căn phòng mà chỉ có 15m2 đến 20m2 thôi mà chúng ta đặt cái loa quá to đi thì nó sẽ bị phô và nó bị rất là mất thẩm mỹ cho cái căn phòng giải trí chúng ta, thì nó kém đi cái độ sang trọng đó. Nên bây giờ là thời điểm hiện tại ở trên thị trường Việt Nam hiện nay á, là ngoài việc là âm thanh hay mà những nhà hãng dần dần, những hãng lớn như bắt đầu là như là Nexo rồi, những thương hiệu Caray, họ đã không chỉ là tập trung vào cái việc là thiết kế cái loa và âm thanh cho hay, mà họ đang chuyển hướng dần là từ một chiếc loa vừa hay và phải đảm bảo được cái việc là nó phải đẹp và phù hợp với cái thiết kế trong nhà của mọi người nữa. Cái đó là điều các bạn, những khách hàng mà chúng ta đã theo dõi nhiều, chúng ta đã biết là những hãng họ đang chuyển thể là như vậy. Thì còn việc cái loa nào hay hơn loa nào và loa nào phù hợp hơn với lại bạn thì mình sẽ nói luôn trong cái video lần này. Thì đối với những khách hàng mà chúng ta có những cái khoản, nói về cái chất âm đi, thì hai cái con loa giữa column array và chiếc loa full này, thì cái column array nó sẽ giải quyết được và nó sẽ phù hợp với những không gian là phòng ốc mà chúng ta không có được tối ưu về cái tiêu âm, như là những cái việc mà hút âm trong phòng nó tạo ra cái độ vang trong căn phòng. Thì cái việc column array chính là một cái giải pháp vừa nhỏ gọn vừa giải quyết cái bài toán đó. Còn đối với những phòng mà bị vang mà chúng ta lại chọn loa full thì nó sẽ bị cái tình trạng là cái củ bass nó khá lớn, thì cái phản xạ âm của nó sẽ bị dội vào cái tường cũng như là cái cộng hưởng rất là nhiều, nên nó sẽ gây ra cái tạp âm, và khi mà chúng ta trải nghiệm về âm thanh nó sẽ không được sạch sẽ và nó sẽ rất là nhiều tạp âm. Nói chung là nó sẽ nghe ù và nó sẽ bị rất là bị tối đó. Và mình ví dụ điển hình như là nhà thờ đi, các bạn thấy là những cái nhà thờ hoặc là những cái chùa chiền mà cái không gian mà bị dội âm cực kỳ lớn, thì các bạn hầu như là chúng ta sẽ không thấy những cái dòng loa này ở có mặt tại đó, mà họ đa phần là những cái dòng loa cột như thế này là column array, thì hoặc là nôm na là line array mini đó. Họ sẽ chọn những cái giải pháp này để tối thiểu được cái độ vang, cái sự cộng hưởng của những cái không gian mà bị dội như vậy. Rồi mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của giữa cái loa full này và cái loa này. Thì đầu tiên á, chúng ta nói về cái củ loa bass cũng như củ loa chép của dòng loa full.
Đó, thì đối với cái củ loa này thì chúng ta sẽ có một cái âm dày và có một độ áp lực rất là lớn khi ở một khoảng cách rất là gần. Nhưng nhược điểm của nó là cái đường đi khá là ngắn, nói chung là nó sẽ bị suy hao nhiều. Suy hao nhiều hơn, ví dụ như chúng ta loa này chúng ta nghe trong phạm vi là đầy đủ giải nhất ở khoảng phạm vi là chiều dài chúng ta cho là 5m đi, mình đang ở ví dụ cái khoảng cách thôi nha, là 5m. Và column array thì nó sẽ đáp ứng được cái việc đó, là giải quyết cái bài toán là tránh việc cái dội âm và cái những người mà ngồi ở cuối giải, tức là cái độ sóng âm đi của cái loa column array này thì nó sẽ đi xa hơn và đủ giải hơn cho những cái vị khách mà những căn phòng mà có chiều dài ví dụ như là 73 ví dụ như vậy, hay là 40, mình đang ví dụ như vậy, là những phòng có diện tích hình chữ nhật, thì chúng ta có thể đặt những cái dòng loa column array này ở phía trước của căn phòng và sau đó chúng ta sẽ ngồi cuối giải phòng, chúng ta hát vẫn đầy đủ, vẫn có âm lô rất đầy đủ. Còn một cái giải pháp khác nữa, nếu mà chúng ta sử dụng loa full thì đối với những hình chữ nhật như vậy thì chúng ta bắt buộc phải là thêm loa surround ở phía sau để chúng ta đánh cho cái người nghe, tại vì không, nếu mà ở trên kia thì những dòng loa này nó sẽ không đi xa, những dòng loa full á thì nó sẽ bị đuối âm và những cái giải có một số cái tiết tấu của trong bài hát nó sẽ bị mất đi. Đó, thì đó là mình đã phân tích cho các bạn về cái chọn loa cũng như là cái căn phòng chúng ta vừa chọn, phân tích cho các bạn cùng xem. Thì theo Thiên Vũ đánh giá thì thật ra cái loa nào nó cũng có cái lợi riêng. Ví dụ như mình nói về cái nhược điểm của cái loa column array trước cho mọi người nè. Đối với những dòng column array á, nếu mà những căn phòng mà nhỏ, ngắn mà chúng ta xài nó hát cơ ly quá gần thì nó sẽ gây ra cái tình trạng hú và rít và không đủ khoảng cách để cho chúng ta nghe âm sắc đầy đủ nhất. Đương nhiên khi mà những cái dòng column array chúng ta mà nghe, chúng ta ngồi quá gần mà hát với nó thì nó sẽ bị cái tình trạng là bị rất là mỏng tiếng. À, còn đối với dòng loa full thì nó sẽ rất là đẹp tiếng, nó hát ở cự ly gần và nó sẽ giảm hú. À, nhưng mà ngược lại thì vấn đề này thì cái này mà nếu chúng ta ngồi những khoảng cách xa hay là thì nó sẽ bị mất giải, và cái con này thì nó sẽ đáp ứng được cái việc là khoảng cách xa. À, giải quyết được bài toán là không gian phòng nó sẽ bị giảm đi cái độ dội của phòng và âm sắc nó sẽ đầy đủ hơn và chúng không bị mất tiếng. Và một cái ưu điểm nữa chính là về cái thẩm mỹ. Thì theo Thiên Vũ đánh giá về cái thẩm mỹ thì nói chung là có rất là nhiều cái cách nhìn nhận, tại vì cái gu thẩm mỹ thì mình sẽ không có nói trước được. Nhưng mà theo Vũ làm cho nhiều khách á, thì ở trong này á, thì Vũ thấy á, là khách hàng á, cần thứ nhất lo cần phải có thương hiệu, cái thứ hai chất âm phải hay, cái thứ ba thiết kế phải nhỏ gọn, thứ tư là phải làm sao nó phải phù hợp với cái nội thất, và nói chung nó phải đáp ứng rất là nhiều yếu tố để cho khách hàng chọn lựa. Thì cái này thì cũng tùy, còn vì cũng có một số khách hàng là họ không quan trọng về cái vấn đề là nhỏ gọn hay đẹp, họ quan trọng là đồ phải to trước. À, anh thích là treo cái loa to vậy. Nói chung là cái này là cái tùy gu thôi, tại vì có một số khách hàng chúng ta sẽ ưu tiên về cái việc là chọn loa hơn so với nội thất, còn một số khách hàng thì sẽ ưu tiên là phải đáp ứng được nội thất để tránh việc là treo loa lên mà làm bị mất thẩm mỹ cái không gian nhà của khách hàng. Đó, thì đa phần là nhà mới thì mình gặp vậy, hầu như trên 70% khách hàng mà đang xây nhà thì họ sẽ quan tâm vấn đề thiết kế nữa. Thì cái video này thì mọi người thấy rất là ngắn thôi, nhưng mà Vũ nghĩ là sẽ giúp được cho rất là nhiều khách hàng chúng ta đang tìm hiểu cũng như là đang chọn cái loa nào phù hợp với cái căn phòng của mình cũng như thiết kế. Đó, thì nếu các bạn thấy video hay đừng quên bấm like và share cho Thiên Vũ. Thì các bạn mà muốn, những khách hàng chúng ta đang theo dõi kênh mà chúng ta mà muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái sản phẩm hoặc là chọn cái loa nào cho nó phù hợp á, thì các bạn có thể liên hệ đối với Thiên Vũ để tư vấn cho các bạn. Bên Thiên Vũ sẽ tư vấn thêm một cái phương châm á, là đưa ra một số gói giải pháp và phân tích sẵn điểm yếu và ưu điểm cho khách hàng. Còn việc còn lại là chọn sản phẩm nào đó là việc quyết định của khách hàng, mà bên Thiên Vũ sẽ không chọn dùm cho khách hàng, mà mình sẽ là đưa ra những giải pháp. Cái này sẽ được cái này, có này và mất này, và cái này sẽ được kia và có kia và mất nọ, ví dụ như vậy. Thì còn lại thì là do khách hàng quyết định. Ok, đừng quên bấm like và share cái video này cho nhiều người cùng xem hơn. Các bạn thấy hay đừng quên bấm like cho Thiên Vũ nhé. Bye bye.